Khẩu hiệu thay đổi đã giúp ông Barack Obama đi vào lịch sử nước Mỹ. Người dân nước này đã chọn ông trở thành vị chủ nhân da màu đầu tiên ở Nhà Trắng. Những cam kết thay đổi khi tranh cử thì giờ đây là trở thành thách thức lớn đối với ông Obama, đặc biệt là việc vực dậy nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Barack Obama đã trở thành tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước ứng cử viên Cộng hòa John McCain. Chiến lược bầu cử kỹ càng, thông điệp tập trung, nghệ thuật dàn dựng các sự kiện và tài hùng biện đã đưa ông Obama lần lượt vượt qua vòng bầu cử sơ khởi trong nội bộ Đảng Dân Chủ và đến tận Nhà Trắng. At this defining moment, change has come to America. Giờ đây, người ta đang chờ đợi những đổi thay mà ông tạo ra nhằm giải quyết khủng hoảng kinh tế, đối phó nguy cơ khủng bố trong tương lai gần, những tranh chấp khu vực và phục hồi hình ảnh cùng vị thế cạnh tranh của nước Mỹ sau hai nhiệm kỳ của người tiền nhiệm. Trong những ngày cuối năm, tạp chí Time, một trong những tạp chí tiếng Anh danh tiếng, đã bầu ông Obama là nhân vật của năm 2008. Chương trình điểm lại các sự kiện kinh tế chính trị năm 2008 của chúng tôi đến đây là hết. Mời quý vị đón xem chương trình tiếp theo vào ngày mai, điểm lại các sự kiện khoa học môi trường năm 2008, ngay sau chương trình Thế giới 24 giờ. Thân ái, chào tạm biệt.